rồi năm năm dạ tờ dạ tối mà mình đào được coi đây đét lét này ngày hôm qua này ngày 9 này tháng năm này 78 phải không, 78 đào phải không thầy đó. Anh lấy ba hơi năm tờ, lấy ba hơi năm tờ đào đi dầu họ tốn không đào đây đúng rồi năm tờ nè bà tốn nè rồi ngày na chín tháng năm nè đó 78 nè rồi anh lấy năm tờ cho số đó rồi. Thế anh này này đó tờ chứ anh mua gớm vỏ chứ à đó 78 hả đang lét hôm qua 36 quán nôm 78 rào ụt cái đại mà anh mình vô mấy số lớn này là lên tiền mà mẹ xỉu ngang một chiếc mộc cơ bả là thành phố tiền lấy một chiếc mộc không chứ mua một chiếc mộc bả tốt ra một chiếc mộc cơ bả dễ nhất đó dạ tiền dễ nhất coi đúng không dạ đẹp đẹp đúng không à đấy đúng rồi một chiếc mộc cơ bả là trăm rưỡi tiền đấy đúng mà một chiếc mộc hơ ồ mà hơ bả đúng rồi thế ở đây số bả mà đang ngược nó qua đây số hơi này ngon rồi số tốn thì tôi hơi ngon rồi tuần tờ cứ mới chơi dẫn đâu à đây 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 em quay chỗ đây nó xoắn xoắn này quý vị không rõ xem nè ai à, ma ông vô nhanh nhất luôn anh nè ông nói là mậu chiến mậu nè mà bả tốn mà đây nếu mà nó rồi hơi bả nè có số bả này ma ông túng 35 là 150 triệu với chứ nè mậu chiến mậu nè mậu chiến mậu nè số bả nằm ở đây số hơi nằm ở đây nữa là ông trúng 150 triệu này năm tỷ nè thấy không mà bây giờ ông trúng trúng do tóm nè do tóm 100 ngàn bé buồn ma ông vô cái kia rồi từ cưới mẹ đây 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 mậu chiến mậu hơi bả à ảnh mậu chiến mậu bả tóm dư số bả luôn mà số bả dư luôn mà thêm số bả dư luôn hôm nay ông ma ông trúng duy nhất năm tệ nè mà ông trúng gia tóm thôi năm tờ mà trúng gia tóm thôi chứ nè màu chiến mậu nè màu chiến mậu hơi bả mà nó màu chiến mậu bả tóm nè uổng gứa mẹ sâu bữa em nghe hơi còn thiếu hơi con nữa thôi là trúng hơi nút nữa thôi là trúng duy nhất uổng gứa à rồi dạ ngon lành canh đô bả mậu chín mậu bả tóm hôm nay bữa nay có đời khánh hòa mà hôm nay là thứ tư hả thứ tư thì số cũng ít không nhiều ngày mơ quán trị số có nhiều quán trị chưa có chân gái gà cho quán trị ngày mơ có nhiều lũ khủ quán trị là khoảng 500 tài cho quán trị ngày mơ rất là nhiều khánh hòa mà na 100 tài chứ mấy hả tam rào bây giờ nản 140 chứ mấy phải không cài đó chứ mấy phải không à gớm chứ ông nạn ông lấy tờ gớm chứ mà ông vô nhất luôn chứ rau cắt đi cái đây đi ở chung tiền nha anh ở chung ngã chung tiền rồi đứng ở chung cho anh này thêm lần nữa mua sâu chung tiền đó nha chiều nay tới ngày mai em chung tiền nha chiều nay sau năm giờ 30 phút tới là chung tiền cũng được chứ không cần phải ngày sáng nè sáng ngày mai nghe không rồi thì quay cho quý vị anh chị video đến đây em có xin tạm dừng anh chị mua vé số ủng hộ em trên quốc lộ 24B Tịnh Đông Sơn Tịnh Quân Ngựa đó cây chỗ cây xăng vào Tịnh Đông Vinom Tân Tịnh đó càng anh kế xanh đường và nhân qua đường các thu bác đó anh chị nào các gì khóa thì tới đây luôn đó mua chân quà về nhậu mua chân quà cánh quà đó anh chị sửa đập điện tới ủng hộ em luôn hả?
sửa xe đạp điện nha anh chị, sửa xe đạp điện hả, thay phụ tùng, sửa xe đạp điện rồi bón dây số rồi. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã xem và ủng hộ video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái video sau.